Sáng ngày 12 tháng 7, thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe của tài xế chạy ô tô vào phố đi bộ thành phố Vinh. Trước đó khoảng 22 giờ tối ngày 9 tháng 7, nam tài xế 38 tuổi ngụ xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển ô tô đi vào tuyến đường Hồ Tùng Mậu trong lúc khu phố này đang tổ chức phố đi bộ. Mặc dù đã có biển cấm và lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục thông chốt và điều khiển xe đi vào con phố này. Thời điểm này, có nhiều người dân và du khách đang đi bộ trên phố. Trước tình hình đó, lực lượng công an và ban quản lý phố đi bộ đã phối hợp khống chế tài xế để đảm bảo an toàn cho người dân. Lúc xuống xe, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo. Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn và xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn khi chạy ô tô. Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính người này hai lỗi, gồm điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm và điều khiển ô tô có nồng độ cồn 0,25mg trên 1 lít khí thở, với tổng mức xử phạt là 9,5 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe 12 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.